Các bạn ạ, hôm nay thì là ngày giỗ của bố Đồng Hải. Nhưng mà nói thật sự Đồng Hải cũng rất là buồn. Bởi vì đây bây giờ thì Đồng Hải về nhà thì nhà Đồng Hải giờ là để không như này. Trước đây thì mẹ mình ở đây. Mẹ mình thì theo đạo Thiên Chúa. Thì là cái ban thờ của mẹ mình vẫn thờ Chúa thôi. À, thì dân đạo gốc, nhưng mà đi lấy chồng với bố mình ấy, thì mẹ mình lại đi theo bên Lương, hai ông bà đi tham gia kháng chiến chống Pháp. Thế là đến khi bố mình mất thì mẹ mình lại bảo là mẹ mình quay về đạo, thì cứ miễn là mẹ mình vui là được mà. Nên mẹ mình đã quay trở về với bên đạo. Bây giờ thì mẹ mình đang xuống dưới nhà chị gái mình ở dưới kia kia là ảnh mẹ mình cựu chiến binh, còn đây là ảnh bình thường của mẹ mình. Đây trên là ảnh cựu chiến binh, trên này thì có các bằng tổ quốc ghi công, rồi thì huân huy chương tương đối nhiều. Còn đây thì là bố mình. Bố mình cũng là cựu chiến binh chống Pháp. Đây là bức ảnh thờ của bố mình. Nên để trên ban này. Để thỉnh thoảng con cái về thì thắp hương bái vọng thôi. Chứ còn ban thờ của nhà mình ấy thì mình để của nhà của Đông Hải. Còn cái nhà bên kia con trai mình đang ở nữa cơ. Bởi vì con trai mình là cháu đích tôn. Còn trên này thì là anh trai mình. Bác hy sinh từ năm 1972, từ kháng chiến chống Mỹ. Nên cứ có thể mọi người thắc mắc sao nhà mình có hai ban thờ. Một bên ban thờ đạo, một bên ban thờ đời. Thì cái ban bên kia là mẹ mình ở đây, mẹ mình thờ Chúa. Còn bên này thì chỉ là để bày những bức ảnh, mới cả để vái vọng thôi. Chứ còn nhà mình còn tầng trên nữa, chứ nếu đúng là phải để trên kia cơ. Nhưng mà vì lý do là đây chỉ để vái vọng nên không quan trọng là để ở đâu và để mấy ban thờ. Còn ban thờ nhà mình là để bên nhà bên kia, tí nữa mình sẽ về bên đấy để mình thắp hương. Bây giờ thì Đồng Hải đang túi húi rồi làm bếp đấy. Ồ, thế mà nhanh thế, nồi gà đã sủi rồi. Bây giờ mình đang luộc gà. Đấy. Đây, đang luộc gà, rồi thì mình đang thái ít su hào để xào. Thật sự là bếp núc cũng để lâu rồi, không có người ở đây. Thì đâm ra là nhà cửa nó cũng bề bộn lắm. Đấy, vật dụng các thứ thì vẫn còn nguyên đây. Nhà mình thì cũng có 6 năm anh chị em kìa, nhưng mà một bác cả thì đã hy sinh. Giờ còn có 5 anh chị em thì cũng mỗi người ở một nơi xa xôi. Chẳng hạn như bây giờ là mình đang ở trong Lâm Đồng. Em trai mình thì ở dưới Hà Nội, còn là một đứa em gái thì ở Thanh Hóa, một đứa thì ở dưới Hải Phòng, nên rất là xa xôi. Nên thấy thật sự là ít khi nào cái dỗ nào tập trung được đầy đủ anh em lắm, cũng rất là buồn. Nếu mà ở gần thì anh em quây quần thì nó ấy hơn. Đấy như ngày hôm nay ấy, thì thế là ở nhà con mình Đồng Hải đây thôi. Em trai thì cũng vừa mới từ chỗ nơi công tác ấy, vừa mới về hôm qua thì lại chạy xuống dưới Hồng Đức, xuống chỗ mẹ mình đang ở dưới nhà chị gái. Còn mình thì ở trên này để mình chuẩn bị làm cơm thắp hương. Thì đến tầm 9 giờ thì em trai mình mới gà
anh rể mới đi lên đây để cùng lên để sang ban thờ nhà mình bên kia để thắp hương cho ông. Cũng thật sự là cũng hơi buồn buồn một chút, mà cũng chả biết làm nào được, hoàn cảnh gia đình mà. Bà xã này thì lần này thì ốm không ra được, rất là buồn. Chỉ có bà xã thì nó cũng đỡ lùi thủi, nhưng mà ốm thì cũng không làm sao được, đường xá xa xôi mấy nghìn cây số, bây giờ cũng đành phải chấp nhận thôi. Cái sức khỏe mới là quan trọng, nên tôi chắc là lỡ hẹn năm nay thì sang năm sẽ về để ăn Tết cùng với mẹ. Ở đây thì cái hàng xóm ở gần đây mấy ngày liền nhau lại có ba gia đình có giỗ nhà mình, giỗ hôm nay, đối diện trước cửa kia thì nhà hàng xóm kia là ngày mai giỗ, xong lại ngày kia là cái nhà ở chỗ thằng em ở phía bên kia đường giỗ. Thật sự là cái xóm này cũng hay đoàn kết cả cái chuyện ra đi nữa. Hôm qua vừa về đến nhà cái gì lại có một ông anh năm nay mới có sáu mấy tuổi rồi, cũng vừa mới mất hôm qua ở ngay gần đây, cũng buồn, năm hết Tết đến rồi. Cứ rủ nhau đi ngày cuối năm này. Đấy, cái su hào này mình thái ra để tí nữa mình xào, xào làm rau, còn nấu bát canh miến nữa, có con gà, mua khoanh giò thế thôi. Thế chị gái ở dưới nhà thì chị sẽ làm ít nem, rồi nem cuốn ấy, rồi thì đồ xôi, thế là xong. Thật sự là bây giờ cái ngày này là ngày thì tưởng nhớ cái ngày mà bố mình mất mà. Chứ còn thật sự là như mình bây giờ rất là xa, nên đi lại mỗi lần đi về cũng khó khăn lắm, tốn kém lắm. Gà qua mình mua rất là ngon, 120.000 một cân,
Thì gà thả đùi, gà ta thả đùi ngon lắm. Sắp được rồi, chút nữa thôi, ủ tí cho nó chín kỹ đều. Nhà cửa để hoang tàn quá nha. Lúc nữa mình đi xào rau. Đấy, mình vừa đi chợ về rồi đây, mua được bó hoa này. Khoanh giò, thật sự là nhà mình ít người ăn giò lắm. Giò nhà bác Tâm Lục rất là ngon, mua để thắp hương thôi. Bây giờ thì mình bắt đầu vào bếp để mình xào rau, nấu miến. Miến thì đã mua từ hôm qua rồi, bây giờ phải đun nước để trần này. À đây, mình cũng mua được một bó cái dễ tam thất. Và xã mình hôm nọ đi ăn cỗ ở trên vùng cao, được ăn dễ tam thất hầm, thế là ngon quá. Thế mới dặn mình mua đem về để hầm này, mấy cả mua mấy cái hũ chẩm chéo này, mà không biết có ngon không. Mình không thích chẩm chéo. Cái này tần mấy chân giò hay thịt gà hay xương sườn cũng được, rất là ngon. Và bây giờ thì mình bắt đầu lại tiếp tục đi vào bếp. Đây là cái lòng gà hôm qua này mình mổ, bây giờ mình mới thái ra để xào đã, xào để trong đó mình mới xào rau rồi nấu miến nữa là xong. Gà mình giờ mình sẽ vớt gà ra đây, gà rất là ngon rồi. Ngon quá, vàng ươm. Thank you.
Yến, yến cho nó mềm nha, tí nữa nấu. Thank you.
Đã xong một món. Bây giờ thì bác Tiến đại trưởng cự đang làm thủ tục chặt gà. Anh em hôm nay thì tập trung để làm mâm cơm giỗ cho ông, nhớ cái ngày mất của ông thôi, chứ nhà mình thì cũng được tập trung đầy đủ. Bây giờ thì mâm cơm cũng tương đối hoàn chỉnh rồi. À, bên này là cái nem này anh Tiến. Nem bây giờ phải lấy xếp ra đĩa đó cơ. Sao cái mic vừa mua mấy triệu cái bộ mic nữa đấy. Đây mọi người ạ, thì anh em mình nghe đang sắp xếp như này đây, làm rất là đơn giản. Bát bé sang bên đằng bờm lấy thôi. Bên đi thôi. Muối trắng à hay là đây các bạn ạ. À, thì bát thờ của nhà Đông Hải thì lại để nhà bên này cơ. Đây là con trai của Đông Hải, cháu Đích Tôn. Lương tháng hay là cháu phiên nào? Phiên là gì? Toàn phiên đấy ạ. Phiên vừa rồi có được bao nhiêu tiền không? Trăm. Cũng có phiên mấy chục thôi chứ. Có phiên rồi được 200 không? Có. Nhưng bây giờ chợ nó bão hòa quá. Nhiều chợ quá là nhiều. Phải nói chợ vùng cao nó vẫn đông nhỉ. Cứ kiểu nó đi xuống là cái nét văn hóa của chợ ấy. Cao cứ đâu? Nó thứ chứ, thứ nó chia các mỗi nơi một cái ngày. Là của huyện đi. Chợ huyện thì là ngay ngày chủ nhật. Gì đây? Hả? Thank you.
Đây mọi người à, bây giờ thì anh em Đồng Hải đã đi lên thắp hương cho ông ở trên nhà xong rồi. Bây giờ mới dọn xuống dưới nhà bác Quang. Hôm nay thì ở đây tập trung tương đối là cũng đông. Thì gồm có Đồng Hải này, rồi chú Phong, rồi gia đình nhà bác Tiến, mấy đứa nó từ để Hà Nội nó về, đấy, con rể nhà bác. Đây này nó tránh nhé. Đấy, bữa cơm gia đình như thế này là nó thật sự lâu lắm mới lại được ăn bữa cơm đầm ấm gia đình. Và mình thì dứt khoát là không ngồi chung và ăn ở trong buồng đâu. Và bây giờ đã đến giờ ăn cơm rồi. Đồng Hải cùng toàn thể gia đình mời tất cả quý khán giả trên kênh cùng ăn cơm, bữa cơm chung vui gia đình với Đồng Hải. Đấy mọi người ơi, đây này, không khí Tết đã về đây, đến Hùng Đức rồi đây này. Đẹp không? Hà Nội đấy. Rất là đẹp. Ai dạ? Nhà bác Quang sướng thế. Đủ món. Đấy, rất là khéo tay, nó cứ lọ mọ thế đây mà. Còn nó nhanh lắm. Để này. Nhưng mà đây cây này là hoa gì? Hoa gì đấy? Chị? Đây là hoa Trung Quốc rồi chị. Nhưng mà chưa biết là hoa gì. Quan trọng là... Nó bảo là hoa đào đỏ. Nhà bác Quang là hạnh phúc nhất đấy, sướng nhất bác Quang đấy. Tết về đến nơi rồi. Tết đầy nhà rồi. Đầy nhà rồi. Đầy nhà luôn. Thơm. Coi như quà Tết bày đầy thế này, toàn cái quà mỹ mãn luôn.